nam mô bổn sư thích Cao ni phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày 14 tháng 6 2020 chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc học đến tập 156 trăm À, chúng ta là người niệm phật niệm bồ tát thường quý vị thấy à, nhân gian khi à, chúng sanh nhìn thấy hình tượng bồ tát quán thế âm à, thì có một cái cảm tình rất là đặc biệt những đức biết à, có những nơi khi à, nghe danh hiệu đức phật a di đà người ta không biết. Nhưng hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng sanh nào cũng nghe. Và danh hiệu của ngài thì ai cũng có cảm tình rất là sâu đậm. Thường niệm danh hiệu Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn. Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên khi chúng ta gặp kiếp nạn Hay là người đi ngoài biển khơ Gặp sóng gió Thì thường niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm Nên một năm những ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Có những nơi tổ chức không phải lại Mà ngày hội, ngày lễ Thì vô cùng là đông Thí dụ như năm nay Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 6 Nếu như năm nay mà không có dịch bệnh Thì những đức nghĩ rằng Số lượng đông dữ lắm quý vị Rất là đông Rất là nhiều phái đoàn Đã kêu xe chuẩn bị người đông lắm Đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm năm nay bên Đại Tùng Lâm và bên Hộ Pháp chúng ta hai bên được lễ lại một ngàn lại nhưng gặp ngay lúc mà dịch bệnh nên cũng nhiều người à, họ ở lại gia đình họ không có đi lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm nhưng theo những đức thấy rằng chúng ta là người hiểu được Phật pháp những đức nói đây là những người hiểu được Phật pháp chúng ta tin được nhân quả à, chúng ta thường niệm Phật niệm Bồ Tát và trong lòng mình có một cái đức tin rất là cao đối với những lời nguyện của Chư Phật Chư Bồ Tát là từ bi cứu độ tất cả chúng sanh. Niềm danh hiệu của các ngài là để phát cái tâm từ bi thương yêu, giúp đỡ tất cả mọi người. Nên chúng ta khi nương vào cái nguyện lực của các ngài thì chúng ta cũng có một cái tâm rất là bình an. Hiện tại khắp nơi nơi có nhiều kiếp nạn chúng ta là người học phật lúc này là lúc mà phát triển được cái đức tin của chính mình nhưng đức nói đây là những người học phật hiểu biết chúng ta phát triển được cái đức tin của chính mình và đem cái đức tin của chính mình đây cho tất cả chúng sanh có một nơi nương tựa Chúng ta là người học đạo Tinh nhân quả hiểu biết Quý vị ngồi ngậm nghĩ Khi gặp kiếp nạn Chúng ta nương vào đâu Là quan trọng nhất Từ quý vị ngồi suy nghĩ Chúng ta thường nghe Phật Pháp Và thường nói rằng Tiền bạc, vật chất Người thân, không có nơi nào mà chúng ta nương vào yên tâm được hết chỉ có nương vào đức tin và tin rằng mình đã từng gieo nhân xấu thì gặp quả báo xấu nếu như mình gieo cái nhân thiện thì nhất định gặp quả báo thiệt như ngày chủ nhật những đức có nêu lên mấy công đoạn rằng thờ đức phật còn tại thế có một ông vua này ông rất là ác và đức phật nói rằng Bảy ngày sau mặt đất nứt ra và ông sẽ lọt xuống mặt đất và đỏ thẳng trong địa ngục. Một khi quân lính nghe được báo cho nhà vua nghe thì nhà vua tới ngày thứ sáu ngày lên một tòa nhà rất là cao và cho dọn tất cả những chiếc cầu thang đi xuống. Và nhà vua nói rằng Đức Phật nói ta bảy ngày sau sẽ bị đắt nuốt như vậy thì ta ở trên một tòa nhà rất cao, làm sao đất có thể nuốt được ta? Nhưng nghiệp quả chúng ta có chạy đâu, chạy cũng không thoát hết quý vị. Nghiệp quả nó đã đến rồi thì không có cách nào chúng ta tránh được. Cái nghiệp quả khi đến chỉ có chính người tu Là họ chấp nhận Cái vui giả nghiệp đó Để họ hướng đến chỗ giải thoát Họ về Phải nhớ nghe Lạ thai là ngày thứ bảy Thì ông ở trên một tòa nhà rất cao Nhưng Ông nghe bên dưới Con ngựa của ông nó Kêu la in ỏi Thì tự nhiên ông quên mất đi là ngày nay Là ngày Phật nói rằng ta bị đất nuốt Thì ở trên ông đi xuống Nhưng lạ thay những chiếc cầu thang của tòa nhà Ông đi đến đâu là cầu thang nó mọc theo Mọc theo mọc theo đến đó Và cuối cùng ông đi đến Xuống tới dưới đất Và mặt đất nứt ra Và ông lọt thẳng xuống dưới đất Và đỏ xuống địa ngục đúng ngày thứ bảy đây là câu chuyện thứ nhất và thêm câu chuyện dòng họ thích ca bị vua tỳ lu ly sát hại đức phật thị hiện bốn lần ra để ngồi chặn đường đoàn quân của vua tỳ lu ly đây là Đức Phật thị hiện Dù ta là Phật Ta có ngăn chặn sự việc này Ngăn chặn nhân quả của chúng sanh Cũng không ngăn chặn được Nên nói rằng Ai gieo nhân gì sẽ gặt quả báo nấy Cả Đức Phật Ngài chỉ phương hướng cho chúng ta Để tu hành thôi Đức Phật không có ngăn chặn nghiệp quả của chúng sanh được Chỉ có hướng cho mình phương hướng tính nhân quả Và chính mình tu để chính mình chuyển nghiệp là mình phải tu Đức Phật ngồi bốn lần Nhưng cuối cùng thì vua tỳ lưu ly quyết tâm phải sát hại dòng họ thích ca và đệ tử của đức phật là tôn giả một kiền liên ngài dùng bình bát đựng một trăm người nam ưu tú của dòng họ thích ca đem lên cung chờ để giấu khi chờ khi vua tỳ lưu ly sát hại xong thì thả xuống mong giữ lại dòng giống của dòng họ thích ca nhưng khi vua tỳ lưu ly sát hại xong thì định thả một trăm người nam ưu tú này xuống dưới đất liền thì coi lại trong bình bát thì trở thành bình máu quý vị coi quả báo của bạn ngày hôm nay là chết thì không có ai Có thể cứu được bạn Chỉ có chính đôi tay bạn tu hành Bạn có thể chuyển được cái nghiệp này Chính bạn là người được chỉ hướng để tu Để chuyển nghiệp là chính bạn phải làm Không có ai Mà có thể Đỡ cái nghiệp của bạn dùm cả Nên Phật Pháp là chỉ phương pháp không có ai tu dùm Hay không có ai đỡ dùm cái nghiệp cho ta cả Vì cái nghiệp chúng ta ngày hôm nay Là chính mình phải chịu như vậy Nên mới nói rằng Nhân quả Ai gieo nhân gì gặt quả bao nấy Rồi thêm một câu chuyện Tôn giả một kiền liên Ngài là đệ tử của Đức Phật Là vị thần thông đệ nhất Khi Ngài ngồi nhập định thì Ngài quán cơ Ngài đã từng tạo nghiệp gì, nghiệp gì, nghiệp gì Và Ngài biết được hôm nay sẽ có người đến sát hại Ngài Trong khi Ngài là một vị đệ tử chứng quả A-la-hán Thần thông đệ nhất Thì làm sao giết được Ngài Nhưng mà Ngài nói rằng Ngài hôm nay Mình phải trả món nợ này Là nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây tạo cái nghiệp quả thì khi đến để hành thích Ngài Thì Ngài vui vẻ Để cho người ta giết Ngài Gọi là bậc A-la-hán tu hành chứng quả Vui vẻ Để trả món nợ Mình đã thiếu nhiều đời nhiều kiếp Khi sát hại Ngài xong Thì Ngài nhập Niết Bàn Người có tu và người không có tu khác nhau cái điểm người không có tu thì gặp kiếp nạn trốn tránh sợ hãi nghĩ rằng trốn tránh sợ hãi là tránh được kiếp nạn họ trốn tránh mà có thể tránh được là do gì kiếp nạn này của họ không có dính họ nên mới tránh được nếu như kiếp nạn này là họ phải gánh chịu thì bạn có trốn tránh ở đâu đi chăng nữa Bạn cũng không tránh khỏi Bạn phải nhớ Chúng ta là người học Phật nha quý vị Phải ngồi bình tĩnh để mà Tư duy và hiểu nhân quả Để rồi mình đừng có dọ mình Hàng Phật tử khắp nơi nơi nhớ nè Phải nhớ đó Chúng ta là người học Phật mà Trong những lúc Gặp nạn mà mình cuốn cuồng như người không học Phật như vậy thì làm cho những chúng sanh không còn nơi nương tựa rồi quý vị. Không còn nơi nương tựa rồi. Người tu hành và người không tu hành chúng ta cũng cùng gặp nạn. Nhưng người tu hành gặp nạn rất bình tĩnh, điềm đạm, vui trả món nợ này. Như người niệm Phật thì khi gặp nạn thì vui giả món nợ này niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn người không niệm Phật thì khi gặp nạn trốn tránh sợ hãi, khóc lóc kêu gào, lo âu bù phiền nhưng nạn đến vẫn là đến. Nhưng khi chết đi thì đọa lạc trầm lưng không có ngày ra. Còn người đã biết niệm Phật có tính nguyện, có lòng tin với nhân quả thì chúng ta khi gặp nạn thì chúng ta vui trả món nợ này không phải trốn tránh gì. Và chúng ta rất điềm đạm bình tĩnh để niệm Phật Và chúng ta hướng về thế giới cực lạc mà đi Phải bình tĩnh ngồi suy nghĩ nhớ đó Còn thêm một câu chuyện nữa Cái ông này Được ba người coi tướng giỏi coi Người đầu coi ông cũng nói rằng nhất định ông sẽ bị cợp giết và ông nghe xong ông không tin ông tìm thêm một vị tướng số rất giỏi nữa ông coi và người thứ hai cũng nói rằng ông sẽ bị cợp giết và ông cũng không tin tiếp tục tìm thêm một người thứ ba thầy số rất giỏi coi cho và coi cũng nói rằng ông sẽ bị cợp giết Ông nghe như vậy Và nói ngày đó ngày đó Đúng ngày giờ đó ông sẽ bị cợp giết Và ông tìm cách để mà trốn tránh Cái ngày đó là ông không đi ra ngoài Cách trốn tránh này Hữu hiệu không quý vị Quý vị chờ nghe Hữu hiệu hay không Thì ngày đó ông đóng cửa Ông ở trong nhà Nhưng trong gia đình của ông lại có bức tranh hình một con cọp treo ở trên ông ngài đó ở trong nhà đóng cửa ở trong nhà cứ là lo âu đi tới đi lui đi tới đi lui ở trong nhà ở trong nhà rồi đóng cửa rồi vẫn còn lo cuối cùng thì bức tranh ở trên là hình con cọp tự nhiên ở trên nó rớt xuống và chúng ngay đầu ông và ông chết tức tuổi Bức tranh đó là hình con cọp Rõ ràng Là nghiệp quả đã đến rồi Thì bạn Có chạy đâu chạy cũng không khỏi Tùy quý vị Nếu như chúng ta có thể luyện được một cái đức tin cho chính mình và để cho nhiều người nhìn nhận rằng phật pháp có một chỗ đặc biệt nên sức tồn tại của phật pháp mấy ngàn năm nay dù gặp bao nhiêu sự thăng trầm nhưng phật pháp vẫn tồn tại bao nhiêu người làm vua cũng đã từng không chấp nhận phật pháp và có những người chấp nhận phật pháp và có những ông vua cũng diệt phật pháp nhưng chư tổ sư nói rằng không có một thế lực nào có thể dẹp được phật pháp chỉ đúng có người tu họ hưng phật pháp hay họ diệt phật pháp là chính người tu nên chúng ta là người nghe đạo pháp những đức từng nói một cái câu rằng phật pháp cứu đời ta ít gì chúng ta cũng là người học đạo có đức tin với phật pháp cũng phải làm cái việc gì đó cảm thấy rằng phật pháp có một cái tư tưởng đặc biệt vô cùng và người học phật có một tư tưởng rất đặc biệt phải nhớ người học phật phải có một tư tưởng rất đặc biệt người không học phật người không biết tu thì đụng chuyện sợ hãi vô cùng còn người học phật chúng ta cũng là sợ hãi như vậy thì đối với tất cả mọi người không học phật họ không có một nơi gì nương tựa để có được một cái tâm an hết chứ quý vị phải nhớ mình học phật phải khác một chút như vậy thì mới đặc biệt và tin vào định lực nhân quả mỗi một con người sống hiện hữu ở cõi đời này nó có một tần số của nghiệp quả trong số lượng một ngàn người này người nào là người cùng với tần số nghiệp quả ngày hôm nay thì quý vị, vị có chạy chờ cũng không khỏi nắng giống hệt như hai người này có duyên thì dù là ở phương xa vừa gặp nhau nhưng vừa gặp là vừa mắt và biết yêu nhau liền đây gọi là có duyên Như vậy thì nghiệp quả là có duyên Và dịch bệnh Nó cũng là cùng tần số với một người nào đó Nó đã cùng tần số với người đó Thì nó sẽ đến tìm người đó Không phải vì đi tìm nó Mà nó đi tìm quý vị Không có một người nào chúng ta Đi tìm cái xấu cả Nhưng là do chính chúng ta đã từng tạo cái nghiệp xấu nên quả báo xấu khỏi cần quý vị đi tìm Nó cũng sẽ tìm đến quý vị Thí dụ như chúng ta sanh con Có ai mà muốn sanh con hư Có ai mà muốn sanh con phá gia chi tử Có ai mà muốn sanh con tàn tật Có ai mà muốn sanh con xấu xí Nhưng vì sao Việc không muốn này dẫn đến với chúng ta Là do cái nhân chúng ta đã gieo Cái quả chúng ta phải chịu quý vị Bình tĩnh ngồi Suy nghĩ chỗ này không phải là muốn hay không muốn. Nên trong nhà Phật có nói một câu rằng: Nếu việc không tốt bạn không muốn gặp thì cái nhân bạn đừng gieo. Nếu như bạn đã từng gieo hạt giống không tốt thì không thể nào bạn đi tránh cái quả không tốt được. Bạn đã gieo một cái nhân đắng cay Thì không thể nào bạn tránh cái quả đắng cay đó bạn à Nên trong nhà Phật mới nói rằng Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả Bồ Tát là người hiểu đạo giải thoát Hiểu định lực nhân quả Nên các ngài không dám gieo nhân ác Vì các ngài biết gieo nhân ác Thì sớm muộn cũng gặp quả báo ác nên các ngài luôn luôn gieo nhân thiện nên các ngài hướng đến quả báo thiện mà đi Còn chúng ta là chúng sanh thường gieo nhân ác Nhưng khi quả báo ác đến thì rung rẩy, Chốt nấp Nhưng khi sống việc thì Tưởng rằng mình giỏi mình chốt nấp được rồi Thì tha hồ đi làm ác nữa Từ nơi đó Chúng sanh như vậy nên chư Phật Bồ Tát mới thị hiện giảng dạy cho chúng sanh nghe về nhân quả. Để cho họ hiểu nhân quả, để họ từ bây giờ trồng lại cái nhân thiện để có cái quả thiện. Nhưng do họ không chịu trồng nhân thiện mà xong việc rồi họ tiếp tục đi trồng nhân ác nữa. Nhân ác đã trồng khắp nơi nơi. Như vậy thì quả báo ác đến làm sao chúng ta tránh được quý vị? Mình thì muốn sống mà thường ăn thịt chúng sanh hại vật Đắp vào bản thân mình Thường ăn thịt chúng sanh mà muốn thọ mạng kéo dài Làm sao được Mình muốn giàu sang mà thường thì có cái tâm tham lam Muốn chiếm đoạt của người khác Như vậy thì làm sao mà chúng ta giàu sang lâu dài được Chúng ta muốn thông minh mà không bao giờ chỉ người ta một phương pháp hay như vậy thì làm sao mình thông minh từ nơi đó phàm phu chúng ta là tâm lượng hẹp hòi thì quả báo xấu sẽ đến với mình có chạy chờ cũng không khỏi nắng nữa nếu như là người này hôm nay quả báo xấu đến với họ họ có chạy chờ cũng không khỏi nắng nữa quý vị coi nhiều thứ bệnh nó đi vào nhiều phương hướng, phương hướng đó là cùng tần số. Nó cùng tần số quý vị phải nhớ đó. Cũng như người thích ăn ngọt thì nhất định sẽ ăn ngọt, người thích ăn cay thì sẽ ăn cay, người thích ăn đắng sẽ ăn đắng, cái thích đây là do cái nhân cái quả mà phù hợp. Từ nơi đó Chúng ta là người học Phật Phải luôn luôn bình tĩnh Giữ một cái tâm vô cùng bình tĩnh Nếu như tôi Nhiều đời nhiều kiếp Đã từng gieo cái nhân xấu này Thì bất cứ một quả báo xấu gì Đến với tôi Tôi cũng luôn luôn chấp nhận Và vui vẻ trả Giữ tính nguyện niệm Phật Để cầu sanh cực lạc Quyết chí đời này vãng sanh cực lạc quốc Thì cái thân tứ đại này Đời này của tôi sống một ngày hôm nay Sẽ là một ngày tốt đẹp Làm những việc tốt đẹp đến với mọi người Và trong tâm tôi Luôn luôn bình thản đối với tất cả Những nghiệp quả Thận hay nghịch Đây gọi là giữ tâm bình khí hòa Mà trong Phật Pháp dạy chúng ta Sống thường vui vẻ Không bao giờ Hướng đến chỗ tiêu cực Mà sống rất tích cực Một ngày sống vui dù ngày mai chết Vẫn là ý nghĩa hơn là ngày hôm nay sống buồn khổ ngày mai cũng chết nhưng cái đặc biệt trong phật pháp dạy là chúng ta sống vui vẻ bằng tâm thiện bằng việc làm thiện và lời nói thiện để giúp người trả lại cho ta một cái pháp vị chứ không phải như người ngoài đời không tu hành ăn nhậu sát sanh hại vật ích kỷ nhỏ mọn hơn chết người mà đi tìm niềm vui chỗ đó thì niềm vui này làm sao tồn tại quý vị phải nhớ đó nên nhà phật dạy vẫn có cái đặc biệt còn nếu như chúng ta không hiểu thì tìm bao nhiêu cách để tránh né dùng bao nhiêu cách chỉ là cái việc bên ngoài nghiệp quả đã tạo hiện tại nó ở đâu từ trong tâm chúng ta nó từ trong tâm chúng ta mà chúng ta thì chặn cái bên ngoài quý vị có nứt ở trong một căn nhà đóng kín cửa lại nhưng quý vị có hay biết rằng hiện tại nó đang ở đâu hay không nó đang ở trong tâm chúng ta đó hiện tại trong tâm chúng ta là tâm gì nếu như quý vị thành tâm niệm phật dẫn dắt bằng câu Phật hiệu tín nguyện cầu sanh cực lạc trong tâm quý vị là Bồ Tát Quán Thế Âm thành tâm mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để phát ra một cái tâm từ bi tha thứ như vậy hiện tại trong tâm quý vị dẫn dắt là nguyện Phật và nguyện Bồ Tát còn nếu bây giờ chúng ta núp trong phòng đóng cửa nhưng trong tâm chúng ta đang rầu rĩ lo âu sợ hãi không phải là tâm Phật tâm Bồ Tát như vậy thì quý vị coi Cái xuất phát mạnh nhất là cái gì Thì cái gì không tốt Nó sẽ xuất phát mạnh nhất Nó hiện tại Đang ở trong tâm chúng ta Phải nhớ Người thế gian không hiểu thì Ngăn chặn cái bên ngoài Việc nào cũng tốt Vì chỉ cần có cái tâm tốt Nghĩ ngợi giúp người là tốt rồi nhưng trong nhà Phật thì chỉ chúng ta tận gốc Vì chúng ta đã từng gieo nhân không tốt Quả báo không tốt hay quả báo tốt Đều là từ tâm mà xuất phát ra Nên phải bình tĩnh Người tu hành, người niệm Phật Phải hết sức bình tĩnh Nếu như chúng ta không bình tĩnh Chúng ta cũng như người không tu như vậy Thì chúng sanh không còn nơi nương tựa rồi Từ nơi đó mà Năm nay chúng ta lại bồ tát quán thế âm, quý vị hỏi nhận được? chúng ta có lại bồ tát quán thế âm hay không? có, Vẫn là lễ một ngàn lại, hai bên dẫn lễ một ngàn lại, có những phái đòn họ nói một câu rằng, chúng con không vì thầy Hay là vì bất cứ gì hết Con vì Phật Pháp Chúng con muốn rèn luyện cái đức tin của chính mình Đối với Phật Pháp Dù là có chuyện gì đến với chúng con Chúng con cũng tin vào nhân quả Và chúng con tin rằng Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Nam Mô Đại Từ Đại Bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát chúng con niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm nguyện tâm từ bi sẽ lan tỏ rộng ra khắp nơ nơ nguyện cho tất cả chúng sanh giảm bớt kiếp nạn khổ đau nếu như nhiều chúng sanh phát ra cái tâm từ bi như Bồ Tát Quán Thế Âm thì những kiếp nạn sẽ tự nhiên quá giải phải nhớ từ nơi đó nhiều người Phật tử vô cùng là hưng khởi chương trình này dù là chúng ta chiến này lại sẽ không đông nhưng toàn là những cố cán để cùng nhau lại hàng phật tử khắp nơi nghe rõ chúng ta dẫn tổ chức lại một ngàn lại ngày 18 và ngày 19 những người cùng lại đều là những người lòng tin vô cùng kiên cố kết thành một từ trường vô cùng kiên cố và nhiều có người này không có tâm sợ sệt gì cả những đức nói với vị nghe rằng khó tìm đâu ra một cơ duyên đặc biệt này để rèn luyện một đức tin cho chính mình vì mỗi một con người đến khỏi đời này có sanh thì có già có bệnh thì có chết về cái già bệnh chết hay là trẻ bệnh chết thì việc này quý vị đã nhìn thấy cái cõi đời này rồi bao nhiêu đất nước có tiên tiến cỡ nào đi chăng nữa cái chết đến phải chết như rạ mà thôi quý vị nhỉ không ai nói ai hay ho gì đâu vì nghiệp quả chưa đến chết thì là chưa chết thôi có những người bác sĩ vô cùng là giỏi giỏi vô cùng nhưng khi người thân của họ còn rất trẻ dùng bao nhiêu cách để trị liệu nhưng cái chết đến bác sĩ này cũng bó tay chịu thua quý vị tại sao không bình tĩnh ngồi suy nghĩ nhìn ra chỗ này một con người thỏa mãn chưa đến chết thì quý vị mới cứu được một con người thỏa mãn đã đến chết quý vị làm sao cứu được không phải là chúng ta không cứu họ mà quý vị phải bình tĩnh ngồi suy nghĩ ra chỗ này. Nhiều nước trên thế giới đâu phải là họ không có năng lực nhưng vì sao họ chết nhiều như vậy? Vì cái nạn của họ phải chết thì nhất định họ phải chết. Còn có những nước vì sao không có chết? Vì số mệnh họ chưa chết thì nhất định họ không chết. Dù là họ không có những dụng cụ gì Cao cấp như những nước trên thế giới Nhưng việc những con người này Chưa đến số chết Thì họ không chết Nhưng người nào tới số chết Thì nhất định chết Quý vị thấy có những người Xe đụng họ Một cái cách giả mang Ngộ của thay là họ không chết Còn có những người chết Rất là vô duyên đi dấp té đập đầu vào cây chết tại chỗ quý vị thấy có mà Bởi vì coi có những chiếc thuyền đắm ngoài biển đi 10 người 8 người chết còn hai người trôi bồng bền trên mặt biển không chết và có những chiếc xe năm chục chỗ gớt xuống dưới núi như vậy mà có những người chết có những người không chết những người chết là số mệnh chết, những người không chết dù có cỡ nào cũng không chết. Nếu như quý vị là người chân thật học Phật, hiểu được nguyên lý này thì tức khắc quý vị sẽ rất bình tĩnh về cái việc sống và chết. Có người có thể sống bình tĩnh được như vậy thì vô cùng là đặc biệt. Vô cùng là đặc biệt. Không phải là chúng ta đi đá đổ cái việc người ta ngăn chặn, nhưng Chúng ta là người học Phật phải hiểu được nguyên lý này về nhân quả. Mỗi một người có một cách để giúp người. Nhưng những đức thấy trong Phật pháp, phương pháp giúp người vô cùng là tận gốc. Người mà hiểu được rồi thì vô cùng là bình tĩnh, đặc biệt thiệt. Nên những đức viên nhiều người Phật tử. Nếu quý vị là những người thuần thành biết Phật pháp. Thì cơ duyên mà để gây dựng chính mình một đức tin. Và cho nhiều có người nhận thức được Phật pháp có cái chỗ đặc biệt. Nhiều người học Phật chúng ta cuối cùng cũng trở thành như người không học Phật. Như vậy thì Phật pháp không còn gì là đặc biệt nữa cả. sống một đời cho có ý nghĩa một đời quả nhớ từ nơi đó mà những đức nhắc nhở hàng phật tử khắp nơi nơi ở nơi nào cố gắng niệm phật giữ tâm thiện lành giữ tâm bình thường sống mỗi ngày sống vui với pháp vì sống vui được niệm phật và chương trình đợt này những người nào có thể quý vị có lòng tin vững chắc thì chúng ta tạo cho mình một lòng tin thêm kiên cố một cơ ngơ lớn như vậy mà người ta dám vì tất cả mọi người để lễ bồ tát cầu nguyện cho chúng sinh với một cá nhân nhỏ bé chúng ta nên suy nghĩ lại hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị ai gì đạo phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ